Xin chào các bác, chú anh chị. Một niềm vui rất là lớn, một món quà mà một bác theo dõi kênh và đam mê bonsai gửi tặng tôi các bác ạ. Đây là chiếc bàn xoay, hay gọi là chiếc đun xoay để là bonsai các bác. Vừa tiện để quay phim, vừa tiện để xoay đi xoay lại đỡ phải mất vải đi lên đặt xuống các bác. Đấy, cái bàn nó rất vững chắc và cái thiết kế nó rất là hay, rất là tốt, một trong những cái bàn xoay rất là tốt trên thị trường này. Thì qua đây cũng xin cảm ơn bác, chắc có lẽ là tên là bác Quyết, tận bên Hàn Quốc cơ, nhưng mà bác ấy rất là quý và bác ấy gửi tặng. Đấy thì hôm nay cũng quay để khoe các bác là một chiếc bàn xoay rất là tốt. Đầu tiên là phải nói đến cái bàn này. Cái bàn này thì sắt rất phẳng, rất là dày và chắc. Rất dày và chắc các bác nhìn. Rất dày và chắc, mặt mịn, bóng mịn và rất là to. Cái bàn này có thể để được cả cây to, những cây nhỏ, và tải trọng của nó rất là lớn. Đấy, tải trọng nó rất là lớn. Thứ hai là cái trục này và cái chân và trục xoay và chân, những tay chốt rất là vững chãi, ba chân để đi xung quanh các bác xem một vòng rồi test một số cây để trên này. Sắp tới thì làm cây cũng làm khối quay phim rất là nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Đấy thì thực sự là rất cảm ơn bác. Đấy, một cái món đồ nó thực tế mà nói thì nó cũng không hẳn là rẻ đâu, nhưng mà cái bản tính của mình lười mua sắm, mình chỉ chú tâm sắm cây cối, nhưng mà nhiều khi nó lôi thôi các bác, nhìn nó cũng khó, thì cũng nhờ các bác để mình có thể chuyên nghiệp hơn. Test với cái cây cành trầu này các bác, cái cành trầu, kim trầu hay là gọi là tước mài đấy. Đấy, Trung Quốc gọi là tước mài. Đấy thì quay trở lại cái bàn xoay này nhá. Cái mặt của nó đây. Mặt của nó để được những cây rất là to, tải trọng nó rất là tốt. Có thể để được những cả những cây to, cây mà 2-3 người khiêng. Thì trên là bàn xoay và cây để đỡ cây này. Đỡ cây đỡ chậu. Kế đến là cái trục của nó ăn với cái bàn xoay. Và có cái tay chốt này, có thể vặn ra hận vào đây, tay chốt này, đấy có thể vặn ra hận vào tay chốt này để cố định cái bàn xoay này, cái mặt xoay này, cố định cái mặt xoay này với cái trục ở đây. Đấy, ví dụ khi mà ta tháo cái này ra thì cái này nó không ăn được với cái trục xoay này, với cái trục xoay để mình có thể nâng lên lại xuống được này. Đấy, khi mà ta chốt vào này, chốt dính nó vào này, nó có cái đệm mút cao su và có đầu dây ăn chạy này, đệm mút cao su này. Đấy thì khi này cái chỗ mặt trục chốt này vẫn với lại cái trục bàn xoay này là cùng một khối rồi. Đấy, trục bàn xoay thì nó có cái gen xoay đây, gen trục này, để có thể nâng lên hạ xuống này. Thì ta sẽ vặn này. Đấy thì các bác để ý đang có hai gen nhá, hai bước gen ở đây nhá, khi em vặn đây nó sẽ cao lên dần lên nhá. Đấy. Đấy, bây giờ là ba bước gen rồi, 4 bước. Đấy, ta gọi như vậy, ta gọi như vậy các bác ạ. Đấy, và đây là cái tay xoay này thì để chứ rất là cố định để cho cái trục nó đỡ bị lắc lư, nó tốt hơn. Thứ hai là để mình chốt giữa hai phần trục bàn xoay và phần chân đế. Đấy các bạn. Đấy. Và nó có tác dụng giữ thăng bằng. Phần thứ cuối cùng là phần chân. Đấy, phần chân và có gen để cho trục xoay chạy theo chiều thẳng đứng này. Đấy, ba chân rất là vững.
có đầu mút cao su, tất cả đều được sơn màu đen rất là tốt, và trục này thì có bôi mỡ bôi dầu. Đấy, bây giờ em xoay ngược lại là nó xuống này. Đấy, là xuống này. Ngược chiều kim đồng hồ là nó xuống. Đấy. Đấy, là kịch. Đến cái bàn xoay này là kịch rồi. Đến cái tay xoay này là kịch rồi. Và nó có thể lên được khá là cao để các bác, nó là một cái cỡ là cỡ bàn xoay tầm 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 chơi cái to các bác. Chứ em tham khảo trên mạng nó có rất nhiều kích cỡ, nó cũng nôm na nó cũng sẽ có những thứ như này, nhưng mà tải trọng nó chứa nó chịu được ít hơn và nó cũng nhỏ hơn. Cái này thì rất là linh hoạt, có thể chơi được rất nhiều dòng cây từ mini cho đến cây to. Đấy thì nó có thể cao được lên độ 60 phân từ mặt này, từ mặt tay xoay này lên trên khoảng 60 phân nữa. Đấy thì chơi rất là thoải mái. Thế thì xin phép test với cái cây kinh châu này. Đấy, khi nào mà cái mà bác muốn đã chỗ cố định cái chiều cao của trục xoay rồi thì mình nhả cái này ra để cho có thể xoay được cây di động mái. Đấy, nó chỉ xoay cái bàn xoay này thôi, cái bàn đỡ này thôi, chứ không xoay cái trục nữa. Đấy là mục đích của cái tay chốt. Đấy, quay tốc độ rất là vừa phải vì cái bàn xoay nó khá nặng, chịu tải rất tốt. Đây, về cái chậu này thì chậu nó kích thước đây, nó khoảng độ hơn 2 găng tay một chút. Chiều ngang của nó khoảng 50 50, tức là bán kính khoảng 50, đường kính khoảng 50. Đó thì test với cái cây vinh châu này, nó là thuộc diện là cũng là bonsai mini. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng trên cái bàn xoay này, thế và nếu mà có cái to tải trọng nặng hơn nữa thì đến đây cũng rất là vô tư thôi. Đấy các bạn, cảm ơn bác Quyết một lần nữa nhé. Đấy, không những mua cây ủng hộ mà còn có quà tặng. Một cái này trên thị trường cũng khá là giá trị các bạn, cũng phải tiền triệu hoặc là nhiều hơn thì các bác tìm hiểu thì có thể biết. Đấy, nhưng mà vấn đề tiền bạc thì là một chuyện rồi, bởi cái gì thì cũng phải mua thôi. Nhưng thấy chính là có cái quý mình và mình cảm thấy mình rất là cảm kích các bác. Đấy, mình cũng chẳng đòi hỏi gì cả mà vẫn được các bác quý trọng thì còn gì bằng. Đấy, từ đây mình có thể xoay làm các tư thế, mình không phải mất công mất sức mình nhấc nhấc lên nhấc xuống như mọi khi em cứ nhấc ở trên cái ghế hoặc nếu cái ghế nó nhiều khi nó cứ trơn trượt hoặc là rất là mất sức mất công mà quay bác xem nó không được tiện. Đấy. Đấy, quay một tít mù chưa bác, chóng mặt đúng không bác? Mấy hôm nữa em sẽ tuốt cái cây này để lấy lá chơi Tết các bạn, lá nó chơi Tết thích lắm. Cây này một dòng cây em rất là mê, nhưng nhiều bác không biết cái cây này đâu, cây canh châu đó. Có nhiều nơi thì gọi là kim châu hoặc là Trung Quốc thì gọi là tước mai. Cây này thì thân của nó màu tím sẫm, tím tím sẫm và là rất đẹp, da mỏng tím sẫm mà nhìn rất là già cỗi, lá đẹp, lá nhỏ, xong là có chút răng cưa gần giống lá cây du nhưng mà đẹp hơn, nhỏ hơn. Và cái nữa là lộc non của nó rất là đẹp, răm dày và rất phù hợp làm bonsai, có hoa có quả, hoa chùm quả cũng chùm, thì khi nào như chùm nho ấy, nhưng mà cũng nhỏ, quả nó chỉ bằng hạt đỗ, chín thì bằng đen như hạt đỗ, chín chỉ bằng hạt đỗ thôi. Đấy thì khi xanh thì ăn chua, chín thì ăn ngọt, chín màu tím, chín quả màu tím luôn.
đọt vỏ xong chuyển dần sang màu tím. Đấy là về cái cây này. Đấy. Sơ sơ thế thôi. Còn quan trọng nhất là test cái bàn xoay đấy các bạn. Đấy, test cái bàn xoay. Thế em thử nhấc một cái cây khác nữa lên để các bạn xem. Một cây mini khác. Xem là nó có một cây bé hơn thì chắc chắn là lọt lòng rồi. Một cây to thì thoải mái nhưng mà phải có 2-3 người khiêng thì em mới test được. Ví dụ cây này rất nặng khoảng 2 người khiêng. Đấy. Cho lên đây thì vô tư thôi. Nó rất vững chãi. Bỏ cái này xuống và nhấc cái cây đa lên. Cây đa này rất nặng các bạn. Đây, cây này đa này nặng gấp 4 gấp 5 lần cây cây trâu kia. Thì nó có cả chậu cả đá là và hai cái chậu trồng nhau lẫn rất là nhiều đất. Rất là vô tư. Chuyên nghiệp hẳn lên đúng không các bác, nhìn đúng không, này thì phải sắm thật nhiều cây đẹp và chơi cho nó bỏ cái đồn được các bác. Nhìn cây đa này sướng không, sướng không. Xong ở đây nhìn khác hẳn chân này. Không tiện khơi lại luôn các bác, cây đà mới vật lá mới hôm trước, lá nó to quá. Đây đang nuôi thả sổng không cắt giật, sau mới ép răm nhỏ. Đấy. Bàn xoay vẫn rất là ok đây, không vấn đề gì cả. Không hề vấn gì cả. Cây này vẫn thuộc cây nhẹ mà các bác. Thuộc mini thôi. Đấy. Rất thích đúng không? Đấy, chiếc bàn xoay rất đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn bác Quyết nhé. Xin cảm ơn bác Quyết nhé. Vừa tình cảm này vừa tỉ, vừa kinh tế này thì còn gì bằng. Chúc bác thật nhiều sức khỏe nhé. Tiếp tục đam mê các bác nhé.